hoa giấy kép màu hồng này các bạn này. Ở đây mình trồng trên ban công nhé, trồng ra một cái xô sơn này. Rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là nhiều hoa. Với cái hoa giấy kép này nó có một cái đặc thù rất là hay, đó là nó không rụng hoa. Đấy các bạn nhìn này, nhìn cái nền ban công sạch bong này. Thế không rụng hoa thì khi nó khô nó héo thì như thế nào? Thì khi nó khô nó héo thì nó sẽ dính luôn ở trên cái đầu cành này. Các bạn mang cái xô rác ra các bạn cắt, thu rất là sạch. Đấy, cái giấy này nó hay như thế cho nên là mình mang lên ban công mình trồng. Nhà mình có hai sảnh cho nên là mình trồng cả hai bên luôn. Thì hoa giấy nó cũng giống như tất cả các loại hoa giấy khác, là nó ưu tiên là có ánh sáng mạnh, đặc biệt là có nắng thì nó sẽ nhiều hoa các bạn ạ. Còn những cái vị trí mà ánh sáng yếu hoặc là không có sáng thì tốt nhất là các bạn không nên trồng hoa giấy nhé. Thì có cái loại hoa giấy tím ấy, tím huế ấy, thì loại đấy thì thường thường hoa nó cuối năm, nó nếu mà mùa này này ép hoa thì nó ra nó cũng không được nhiều lắm đâu. Còn có cái loại giấy sắc pháo ấy, tức là giấy hai màu ấy, gồm màu hồng và màu trắng, thì nó ra quanh năm. Và cái giấy ngũ sắc, tức là cái giấy mà ghép năm màu, ghép từ giấy thái vào cái thân của cái giấy tím huế ấy, thì giấy đấy nó cũng ra hoa quanh năm. Có duy nhất cái tím huế là hoa nhiều nhất là dịp cuối năm. Đây, giấy kép màu hồng này rất là đẹp nhé các bạn nhé, mà rất là bền. Nếu mà một bông hoa nó nở phải tầm một tháng, tầm một tháng nó mới bắt đầu tàn. Cái cây này mình mới cho lên ban công được khoảng độ 2 tháng thôi, nó đã nở hoa nhiều như thế này rồi. Đấy, mà hoa giấy thì là một trong những cái loài hoa nó chịu nắng khá là tốt, cho nên là những cái bạn mà có ban công hướng Tây Bắc, Tây Nam hoặc là hướng Tây, nắng quá không cây gì sống được, thì các bạn nên trồng hoa giấy. Hoặc là mình đây trồng cái cây mẫu đơn đây này. Đấy, trồng những cái cây như thế nó mới chịu được nắng nhé các bạn nhé. Đây, cái mẫu đơn này, hoặc là cây phát tài núi này. Đấy, nó mới chịu được. Chứ còn những cái loại mà mọi người hay giới thiệu cho các bạn ấy thì nó không chịu được nắng đâu. Các bạn phải tưới liên tục, hoặc là tưới nắng nó vẫn héo, nó không phát triển tốt đâu. Còn cái hoa giấy này nắng thì nó lại là một cái ưu điểm cho nó. Với cái hoa giấy kép này thì mình rất là thích. Đặc tính của nó là rất là sai hoa, và nó không bị rụng hoa, nó không bẩn ban công, nó không tắc cái đường ống thoát nước, rất là hay. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ bên mình nhé. Đây các bạn nhìn xa xa kìa, ở phía dưới này. Đấy, chỗ tay mình chỉ đấy là một cái cây sắc pháo hai màu, nó nở, đang nở hoa trắng tốt, hồng rực luôn. Còn những cái cây hoa giấy à, hoa giấy màu tím huế kìa, nó chỉ lác đác hoa thôi. Ở dưới đấy là phía dưới nha các bạn nhé. Phía dưới kia mình đang trồng sen cho nó lan ra cả cái ao dưới kia. Và cái chỗ đất đỏ đỏ thì mình đang trồng tùng, đang làm đồi để trồng tùng. Đắp đồi chưa xong. Đấy, xin cảm ơn các bạn nha.